làm sao để nhận được câu trả lời của Chúa là Chúa đồng ý hay là Chúa không đồng ý, làm sao để các bạn nhận được, thì các bạn phải quay lại cái video của mình, xem lại cái video của mình, là cái video mình đã hướng dẫn làm sao để lắng nghe tiếng của Chúa. Hello everyone, xin chào các bạn thật là nhiều. Welcome to my channel. Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì trong cái video này, đây là một cái video đầu tiên mà mình làm cái chủ đề gây dựng đức tin. Và cái video đầu tiên trong cái chuỗi series này thì video đầu tiên mình muốn chia sẻ giúp đỡ các bạn về vấn đề hôn nhân. Cái video này là dành cho những người chưa có hôn nhân, hoặc là đang chuẩn bị bước vào hôn nhân. Thì đây là một cái video sẽ giúp đỡ cho các bạn tìm đến cái chân lý của đạo và cũng như là gây dựng đức tin cho các bạn nếu như các bạn nào đang bị yếu đuối về cái phần này. Thế còn những cái bạn nào mà đã kết hôn rồi thì các bạn cũng có thể xem, để làm kiến thức để các bạn tư vấn cho người khác, hoặc là cũng là một cái bài đánh giá về cái mức độ hôn nhân của các bạn nó đang tiến triển đến đâu. Và cái video này là câu trả lời làm sao để bạn nhận ra người phối ngẫu của mình, làm sao để cưới, để kết hôn đúng với cái người mà Đức Chúa Trời muốn dành cho bạn. Thì cái video này nó sẽ mang tính chất là vlog, nó sẽ mang tính chất chia sẻ và có một chút tính chất giảng dạy để giúp đỡ cho các bạn về mặt kiến thức và cũng như giúp đỡ cho bạn về cái mặt kinh nghiệm của mình có, để các bạn có một cái đức tin và có một cái sự hiểu biết. Rồi chúng ta sẽ có 3 điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Điều thứ nhất, làm sao để các bạn tìm đúng cái người phối ngẫu mà Chúa dành cho các bạn, thì các bạn phải nhớ lịch sử. Chúng ta sẽ quay lại nguyên tắc đầu tiên, đó là nguyên tắc đào giếng. Nguyên tắc đào giếng nó như thế này, đó là khi mà Abraham ấy, ông là tổ phụ của dân Do Thái, ông bước ra khỏi nhà mình, nhà cha mình, quê hương của mình, ông bắt đầu ông bước đi theo Chúa. Và khi ông đi đến đâu thì ông đào giếng đến đó. Khi chúng ta đi đến một cái vùng đất nào đó, nó không có suối, không có sông hồ, không có một cái khu vực nào để chúng ta lấy nước cả, thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải đào giếng. Mà muốn đào được giếng thì chúng ta phải tìm là cái chỗ đấy nó phải có mạch nước ngầm. Tìm mạch nước ngầm bằng cách là chúng ta phải đào thử. Nếu có, chúng ta sẽ đào sâu xuống. Và thường là khi ông Abraham và gia đình nhà ông bước đi theo tiếng gọi của Chúa, đi đến vùng đất nào, khi đến đâu ông cũng đào giếng để tìm nguồn nước. Nước chính là mang lại sự sống. Rồi và đến sau đó thì các thợ đời là con của ông cũng đi tìm các mạch nước. Có khi tìm được các mạch nước rất là tốt, nhưng là cái người ở vùng bản địa ở đó hoặc là những cái dân tộc ở gần đó, họ mới thấy là cái dân từ đâu đến này. Cái đội nhóm đào giếng của ông Abraham này đến đây đào giếng và lại tìm được cái mạch nước rất là tốt, nên họ đã ra họ tranh cướp. Khi tranh cướp thì ông Abraham hay là con cái của ông, tức là Isaac và sau này dòng dõi Jacob cũng vậy, khi thấy có người tranh cướp với mình thì họ cũng không bao giờ là mang tính chất là cãi nẫy hay là gây gổ đánh nhau, mà họ rời cái giếng đấy thôi, nhường lại. Họ cũng không muốn cãi nhau, họ nhường lại giếng đó và quay lại cái giếng trước đây họ đã đào. Họ nói tức là không thể đi tiếp được thì họ sẽ quay về cái chỗ cũ. Thì đây là nguyên tắc đào giếng. Và nguyên tắc này cũng sẽ áp dụng cho chúng ta. Nguyên tắc đào giếng này không chỉ áp dụng cho hôn nhân, mà sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề khác của học giờ, mà sẽ áp dụng hết hầu hết trong tất cả cuộc sống. Từ xin việc, từ công việc, từ kiếm tiền, từ các bạn kế hoạch gì đó trong đời sống đều có nguyên tắc đào giếng này. Tức là các bạn phải luôn luôn, tìm mạch nước, tức là các bạn muốn phát triển, muốn sống ở một nơi lạ lẫm, muốn phát triển, muốn tạo lập một cái gì đó, thiết lập một cái gì đó, thì cũng phải là tìm mạch nước. Và nếu như các bạn thiết lập không được, thì các bạn phải quay lại cái giếng cũ. Đơn giản như vậy thôi. Trong hôn nhân cũng vậy. Các bạn muốn đến với một người nữ, kết hợp với người đó, phát triển mối quan hệ hôn nhân, tình yêu hay tình cảm, thì nó cũng giống như là các bạn đang đào một cái giếng. Đúng không? Nếu như các bạn đào không được, thì các bạn quay lại cái giếng cũ. Thế thôi, tức là nếu như các bạn yêu một cô gái mà không yêu được, tán một cô gái mà không tán được, theo đuổi mà không theo đuổi được, muốn kết hôn mà không kết hôn được, thì các bạn sẽ quay lại với cuộc sống đơn độc. Thì nói như vậy thì nói làm gì, đúng không? Nhưng ở đây mình muốn chia sẻ cái nguyên tắc đào giếng nó như thế này, đó là các bạn sẽ nhìn nhận về những người trong Kinh Thánh họ có hôn nhân như thế nào. Người đầu tiên ta sẽ học về đó là nhân vật Adam. Adam đã có người nữ như thế nào? Adam có người nữ bằng cách là ông buồn,
Và Chúa biết là ông đang buồn, và Chúa khiến cho Adam ngủ mê, và Chúa tạo cho Adam một người Eva là người nữ, tức là Adam sẽ có vợ từ đó. Thật chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta cũng phải nên học cái cách có vợ này. Đôi khi chúng ta cách làm sao để chúng ta có người yêu, cách làm sao chúng ta có một người nữ, thì chúng ta thường nói đùa với nhau là chúng ta nên ngủ mê, đúng không? Ta nên ngủ mê, ta nên đôi khi chúng ta cứ nên nằm và ngủ đi, cứ để thời gian trôi đi, rồi biết đâu người đó sẽ xuất hiện. Đây là cái bài học đầu tiên về nhân vật này, đó là nguyên tắc đào giếng. Tức là chúng ta học cách đào giếng của Adam, tức là cách có vợ của Adam, chúng sẽ là cách đào giếng đấy, tức là cách đào giếng, tức là cách có vợ của chúng ta. Chúng ta có thể áp dụng cách này. Rồi chúng ta sẽ đến với ông Abraham. Abraham đúng không ạ? Abraham thì là người thánh của Chúa, nhưng cái điều đặc biệt trong hôn nhân của ông thì là ông lấy chính em gái ruột cùng cha khác mẹ của mình, em gái ruột cùng cha khác mẹ của mình làm vợ mình. Đó là Abraham. Vì cái lúc đó dân số trên trái đất nó khá là ít, và em gái ruột của ông Abraham cũng là một người rất là đẹp, là một phụ nữ đẹp, bà Sarah cực kỳ đẹp. Bà đẹp đến độ mà 70-80 tuổi rồi vẫn có người muốn cướp bà từ tay ông Abraham. Phải nói là bà rất đẹp, rất đẹp. Thì thực ra đôi khi chúng ta cũng sẽ giống như ông Abraham, chúng ta sẽ yêu một người nữ đẹp, và đa phần thì chúng ta sẽ tìm thấy người nữ đó ở rất gần mình, rất gần mình. Ở đây nó không muốn nói là các bạn sẽ lấy cái người cận huyết thống với mình. Bây giờ chúng ta không được phép như vậy nữa. Abraham đã lấy bà Sarah là anh em ruột cận huyết thống với mình, nên bà Sarah đã không có con. Đến mới 90 tuổi Chúa ban phước lúc ấy mới có con. Thì mình không khuyên các bạn là lấy người cận huyết, hay là bởi vì theo luật pháp ta rồi, những ý là của nó là chúng ta sẽ tìm đến cái người ở gần mình, ở gần mình. Đó, đây là nguyên tắc đào giếng của ông Abraham. Ông Abraham nó lấy một người gần mình và làm một phụ nữ xinh đẹp, đó, một người nữ xinh đẹp. Chúng ta cũng nên vậy, đúng không ạ? Ta sẽ tìm kiếm một người nữ, đó là người nữ ở gần mình. Chúng ta không biết là Chúa chỉ dẫn nào chúng ta, nhưng mà cái người mà đang ở gần chúng ta, đang có mối quan hệ làm việc, hay là có mối quan hệ cộng tác, có mối quan hệ giúp đỡ, có mối quan hệ nhóm sinh hoạt chung của hội thánh, hay ở đâu đó nó có mối quan hệ nào, thì chúng ta nên để ý người đó, biết đâu người đó là người mà Chúa đang đưa ra đến cho chúng ta. Rồi đấy là nguyên tắc đào giếng của Abraham. Thứ hai là ta sẽ đến nguyên tắc đào giếng của Isaac, tức là cách mà con trai của ông Abraham lấy vợ. Thì chúng ta sẽ biết là ông Abraham bắt cái người đầy tớ của mình thề rằng là không được phép cưới một người nữ Ai Cập, hay một người nữ nào ở trong những dân tộc xung quanh cái vùng đất mà ông đang ở. Không được lấy một người nữ nào trong số những người nữ đó cho con trai của ông. Tức là ông cấm con trai của ông lấy người Ai Cập, lấy những người sống ở vùng xung quanh đó. Ông cấm. Cho nên là ông muốn người đầy tớ của ông đi về nhà cha ông, là nhà cha ruột đấy, để lấy cái người cùng huyết thống với mình, hay là cùng niềm tin vào Đức Chúa Trời với mình. Cho nên là cái điều mà mình sẽ lại chia sẻ với các bạn, đó là ông Abraham đã dùng lại cái nguyên tắc của mình, đó là lấy người cận huyết thống, tức là lấy người gần mình. Nhưng mà lúc này thì là con trai của ông đã ở xa rồi. Thế cho nhưng mà ông vẫn muốn lấy, nhưng mà ở xa, tức là không ở gần gia đình nhà mình nữa rồi, tức là lấy một người xa lạ. Bởi vì nói là cận, nói là gần, nhưng mà thực ra thì về huyết thống thì gần, nhưng mà ở cái khoảng cách vị trí địa lý thì là xa. Thì cho nên là ở đây ông Abraham chỉ áp dụng một điều, đó là ông muốn con trai mình lấy người tin kính Chúa, lấy người biết về Chúa, lấy người có dòng dõi, là người có hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đó, thì đây là cái nguyên tắc của chúng ta, đúng không? Đó là cái nguyên tắc đào giếng. Chúng ta đang tìm hiểu được cái điều này trong Kinh Thánh, thì chúng ta cũng nên áp dụng điều này. Chúng ta nên tìm kiếm một cái người nữ trong tin kính, có sự tin kính. Vậy chúng ta đã có ba nguyên tắc đào giếng rồi. Đó, đào giếng thứ nhất là ta sẽ cứ ngủ quên đi, cứ lãng quên điều đó đi, đừng lo lắng về việc lấy vợ quá, giống như Adam vậy. Chúa sẽ khiến ta ngủ mê, hãy cầu xin Chúa, Ngài sẽ khiến ta ngủ mê, để rồi một ngày nào đó Ngài sẽ dẫn người nữ ta đến. Đấy là nguyên tắc thứ nhất. Tắc thứ hai là chúng ta có thể tìm người đó ở hội thánh này, ở trong công việc, ở công ty, hay là ở một cái mối quan hệ bạn bè gia đình nào đó. Người ta là người đó có thể đang rất là gần mình nhưng mình chưa nhận ra mà thôi. Rồi chúng ta có thể là hướng đến những người tin kính, hiểu biết về Chúa, giống như là Abraham đã cưới cho người Isaac, đúng không? Rồi, và chúng ta sẽ tìm đến một cái nhân vật nữa,
một cái nhân vật nữa, đó là nhân vật Samson. Ở đây sẽ nghe câu chuyện này sẽ hơi là buồn, hơi buồn cho các bạn, bởi vì thực ra thì Samson là một người không hạnh phúc về hôn nhân, không hạnh phúc về hôn nhân, và thực ra thì ông là người có cái bản tính là hơi bị kiêu căng, cho nên là cái hôn nhân của ông nó không bị, nó không được suôn sẻ. Thực ra thì ông lại có cái tính là tính ông có cái tính là làm việc một mình nữa. Về cái mặt Samson thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó là cái nguyên tắc đào giếng của Samson nó như thế này. Tức là ông Samson nghe được tiếng của Chúa là đi lấy một người phụ nữ ngoại đạo, không phải là người tin kính, ngược trái ngược hoàn toàn với ông tổ phụ của mình là Abraham, là Isaac. Còn Samson thì trái ngược hoàn toàn, Samson đã lấy một người phụ nữ Philistin, không phải là người Do Thái, không phải là người tin kính, không phải là người ở gần ông ấy, mà là người ở một dân tộc khác xa lạ. Và ông Samson chỉ nhìn thấy là phụ nữ này đẹp và muốn cưới thôi. Nhưng mà thực ra đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đôi khi kế hoạch của Đức Chúa Trời không phải là khiến cho bạn ngủ mê hay phải là chờ đợi. Đôi khi Chúa không muốn bạn phải tìm một người ở gần mình. Đôi khi Chúa không muốn bạn phải lấy một người, đó là người ở trong hội thánh bạn hay người đang cùng đức tin với bạn. Đôi khi là như vậy. Đôi khi chúng ta sẽ sống như ông Samson, đi lấy một người nữ hoàn toàn ngoại đạo. Và đó là kế hoạch của Chúa, để Chúa muốn bạn làm cái việc gì đó cho Ngài. Nhưng cái kế hoạch này lại khiến cho ông Samson bị vấp ngã. Bởi vì ông Samson là người có được sức mạnh phi thường của Chúa, là người Nasiri của Chúa. Ông là người khỏe nhất trong lịch sử Kinh Thánh, đúng không? Ông là người rất là khỏe, là người rất là khỏe. Ông có thể nhấc bổng một cái cổng thành. Khi Chúa ban sức cho ông thì ông dùng sức xô đổ cột nhà, xô đổ cột nhà mà không phải là một cái nhà, mà cái nhà đó là một cái nhà để người ta cái nhà đó nó như là một cái building, nơi gọi là nơi tụ họp, một cái hội trường rất là rộng như vậy, mà ông có thể xô đổ cả, xô sập cả một cái nhà như vậy, thì cái sức của ông rất là khỏe. Nhưng chính vì cái sức khỏe này mà ông đã bị một cái việc là ông luôn làm việc một mình. Ông nghĩ là mình có đủ tài năng, có đủ sức lực để làm việc một mình, nên ông kiêu căng, cho nên là cái hôn nhân của ông bị đổ vỡ vì sự kiêu căng. Đổ vỡ vì sự kiêu căng. Điều gì khiến ông không hài lòng, cái là ông nổi giận luôn. Thì cho nên là cái việc hôn nhân của ông nó không không thành công. Thế cho nên các bạn, khi mà các bạn Chúa kêu gọi các bạn là lấy một người nữ nào đó mà mang tính chất rất là khốc liệt, nó như là Samson, tức là lấy một người nữ không biết về Chúa, không tin kính Chúa, không nhóm của hội thánh các bạn, là người xa lạ với bạn, chưa biết đi bao giờ, thì đây là một sự thử thách rất lớn cho bạn. Thì bạn phải cố gắng cầu nguyện thật là nhiều, bởi vì Chúa biết là các bạn có thể vượt qua được, chứ không chứ đừng để các bạn rơi vào cái tình trạng như Samson, rồi cuối cùng Samson lại phạm tội ngoại tình với một phụ nữ, gọi là phụ nữ gọi là bán dâm. Nên là ông rất thất bại về mặt hôn nhân của mình. Rồi chúng ta sẽ đến với những các nhân vật khác, là nhân vật như David, hay là nhân vật vua Salomon, là con trai của vua David. Thì các vị vua thì có rất nhiều vợ, có rất nhiều vợ, đúng không? Thì nó không khuyên các bạn sẽ lấy rất nhiều vợ, mà trong cái nguyên tắc đào giếng ở đây là gì, là đôi khi trong một số các bạn xem video này, các bạn có rất nhiều người phụ nữ yêu các bạn, nhưng các bạn chỉ chọn một người thôi, các bạn chỉ chọn một người thôi. Và khi vua Salomon làm vua và ông có đến gần 1.000 bà vợ, ông chỉ nói một điều này thôi: cưới được một người vợ, cưới được một người vợ, đó là hưởng được phước của Đức Chúa Trời. Thực ra thì đôi khi các bạn phải biết là các bạn là có được một người yêu mến mình, có được một người nữ đến với mình, tỏ tình với mình, hay là chấp nhận cưới mình làm chồng, thì đó là nguồn phước của Đức Chúa Trời. Và cái điều này ông Salomon muốn nhấn mạnh rằng, ông Salomon muốn nhấn rằng chúng ta không nên lấy nhiều vợ. Chính vì cái lỗi lầm của ông Salomon hay ông David là ông lấy quá nhiều vợ, bởi vì họ 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 lấy cái nhiều vợ đấy, chỉ vì ông David lấy nhiều vợ là vì mục đích chính trị, và sau này ông Salomon là con trai của vua David cũng lấy vợ vì mục đích chính trị. Ông David trong lúc chạy trốn, trong lúc lập nghiệp để làm vua, để làm vị tướng lãnh đạo, ông kết thân với những người vợ, ông lấy thêm những người vợ để củng cố cái mối quan hệ xã hội của mình, để lớn lên. Còn ông sa còn ông Salomon là con trai David lấy vợ là để kết hòa ước, kết giao ước với các nước xung quanh, toàn lấy công chúa hay là lấy những người ở các nước xung quanh thôi, để kết giao ước, kết ước, kết thành một cái hòa ước khiến cho đất nước được bình an. Tất cả là lấy vì về mặt chính trị. Và cái nguyên tắc đây là cũng là một cái nguyên tắc đào giếng. Đôi khi chúng ta
biết rằng là cái người vợ đó có mang đến cho chúng ta một cái nguồn phước hay không. Đôi khi chúng ta lấy một người vợ, nó không phải là người nữ của mình, nó không phải là người yêu của mình, nó không phải là người mà Đức Chúa Trời chọn cho mình, thì điều đó là tai họa, không phải là phước. Không phải là tai họa, là phước. Trong Kinh Thánh có một câu nói, đó là, mình không nhớ cái địa chỉ nhưng mà có thể các bạn sẽ nhớ, đó là chồng là đầu vợ, chồng là đầu vợ nhé, chồng thì là đầu vợ, tức là trong thân, khi mà so sánh mối quan hệ của hôn nhân đấy, thì người ta so thì tác thì trước giả đã so sánh cái mối quan hệ đó như là đầu với thân thể, chồng là đầu vợ, tức là chồng là cái đầu nhưng mà vợ thì toàn là thân thể. Người ta từng nói câu vui là chồng là đầu vợ nhưng mà vợ cũng chính là cái cổ đấy. Rất là gần thôi, nhưng ý ở đây các bạn nhớ về cái hình ảnh đó là sự cực kỳ thật mật thiết, nói về cái sự lãnh đạo của người chồng, lãnh đạo của người chồng. Nhưng trong một câu kinh thánh khác cũng nói là vợ là mão triều thiên vinh hiển của chồng, vợ là mão triều thiên vinh hiển của chồng, tức là người chồng có trở nên vinh hiển, có trở nên tôn trọng, có trở nên tôn quý hay không, đó là do người vợ, đúng không ạ? Do người vợ. Người Việt Nam mình có một cái câu châm ngôn là chó giữ thì mất khách và vợ giữ thì mất bạn hiền, đúng không? Vợ giữ mất bạn hiền, thì mình không nhớ cái câu này nó chính xác nhưng mà nó mang cái ý nghĩa tương tự như vậy. Tức là người vợ tốt, người vợ đẹp, tính nết hiền lành thì đó là một điều rất là đáng khen, đó là cái sự vinh hiển của chồng. Người ta sẽ khen là vợ đó, người vợ thằng đó nó chăm chỉ làm ăn, hiền lành, thật thà, yêu mến, chăm sóc hay là đảm đang, đó là cái vinh hiển của người chồng, lấy được người vợ là hưởng được phước của Chúa Trời. Thế nhưng các bạn sẽ biết này, nếu các bạn thấy nhầm, sẽ giống như Đức Chúa Giêsu đội mão gai trên đầu. Đôi khi chúng ta rất muốn lấy một người vợ giống như là cái vương miện, nhưng nếu nhìn thấy nhầm thì cái vương miện đó sẽ thành mão gai đâm vào đầu rất là đau. Đó là nguyên tắc đào giếng mình muốn chia sẻ các bạn, lấy vợ phải lấy được một nguồn phước nhé, lấy vì nên là phải lấy đúng, đúng không? Phải lấy đúng. Rồi, đã qua câu chuyện của Samson và là câu chuyện của ông Solomon, thì chúng ta sẽ học được cái bài học, đó là đôi khi chúng ta sẽ không cần nhất thiết phải lấy người tin kính, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái kế hoạch của Chúa đã, cái Chúa để rèn luyện bản thân ta như nào, thì chúng ta mới xác quyết đó là kế hoạch của Chúa ta mới lấy. Có lần mình đã kể các bạn về ngay câu chuyện của ca sĩ Tina New rồi, đúng không? Câu chuyện ca sĩ Tina New rồi, đó là ca sĩ Tina New là không tin Chúa nhưng sau này lấy anh chồng là người tin Chúa và sau này chị ấy mới tin Chúa. Thì đó là hai câu chuyện, đó là hai cái nguyên tắc đào giếng nhá. Nguyên tắc đào giếng là lấy vợ vì mục đích của Chúa, đó là kế hoạch của Chúa, và lấy vợ vì đó là nguồn phước của Chúa, đừng lấy một cái mão gai đội lên đầu. Rồi chúng ta sẽ đến với một nhân vật khác, và cái nhân vật này sẽ là nhân vật đến từ Tân Ước nhé. Tân Ước thì chúng ta sẽ thấy trong Tân Ước là hoạt động của Chúa Giêsu và hoạt động của Thánh đồ Phaolô và các 12 sứ đồ. Khi Chúa Giêsu thăng thiên rồi, ta sẽ thấy rất ít nói về việc kết hôn, nói về kết hôn, đúng không ạ? Nhưng mà trong Kinh Thánh có một cái một mối hôn nhân, ở đây sẽ là một mối, thì chúng ta sẽ nhớ về câu chuyện của người đàn bà Samari. Thực ra thì câu chuyện này là nói về một người nữ có đến 5 đời chồng, và khi Chúa Giêsu nói với người đàn bà là ngươi hãy về và gọi chồng ngươi ra đây, thì bà trả lời là tôi không hề có chồng. Nhưng mặc dù là bà đã có đến 5 đời chồng, tức là ăn ở chung sống với nhau như là chồng, như là vợ chồng, nhưng mà không phải thật sự là chồng. Nó mang cái chất là chúng ta bây giờ chúng ta thường nói cái từ rất là ấy là cặp bồ cặp bịch, đúng không? Cặp bồ cặp bịch, đó là mối quan hệ họ là như vậy. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn đây này, mối hôn nhân là một sự thánh khiết và chúng ta không nên làm ô uế nó. Nên là người ta khi người ta thử Chúa, người ta hỏi Chúa là thưa thầy, Môi-se thì cho để vợ, cho bỏ vợ, thế còn thầy thì dạy sao? Đúng không? Chúa Giêsu mới nói là các người quên cái nguyên tắc ban đầu, đó là Đức Chúa Trời không tạo hai người đàn bà cho một người đàn ông, hay tạo hai người đàn ông cho một người đàn bà, mà Đức Chúa Trời chỉ tạo một người đàn bà cho một người đàn ông mà thôi. Nên là Chúa rất ghét sự ly dị. Không biết là những người chồng của người đàn bà Samari tại sao lại không ở với bà ấy, hay là có cái sự vấn đề gì đã khiến cho người đàn bà này có tới 5 đời chồng. Nhưng Chúa muốn chỉ dẫn ở đây, đó là bà ấy đang phạm tội không trong sạch về mặt hôn nhân, không trong sạch về mặt hôn nhân. Và khi Chúa Giêsu giảng dạy về điều hôn nhân, Chúa đã nói rằng nếu như ai lấy vợ của người đã bị người khác bỏ,
thì người ấy là phạm tội tà dâm, và người vợ kia cũng là phạm tội tà dâm, cả hai người đều phạm tội tà dâm. Và ai bỏ vợ mình đi lấy một người trinh nữ, dù là trinh nữ thì vẫn là phạm tội tà dâm. Thì đây là điều mà Chúa nói, đó là Chúa muốn trân trọng cái sự thánh khiết trong hôn nhân, thánh khiết trong hôn nhân. Trừ trường hợp đó là người phối ngẫu của các bạn qua đời và các bạn phải làm cái lễ kết hôn mới với một người mới thì có thể Chúa sẽ chấp nhận điều này. Còn nếu như không phải cái lý do đó thì chúng ta nên trân trọng hôn nhân một cách thật là trong sáng, dù là chúng ta đã hay là cưới phải người nào thì đừng bao giờ ly dị. Đây chính là nguyên tắc đạo giếng. Đôi khi sẽ bảo là em lấy nhầm rồi, em lấy nhầm, em không phải lấy người đúng người tin Chúa, không phải là đúng người mà Chúa muốn cho em, bây giờ em cầu nguyện em mới nhận ra, nhưng các bạn đã kết hôn rồi, các bạn phải nhớ nguyên tắc đạo giếng này. Chúa không thích sự chia rẽ, và Chúa cũng nhấn mạnh rằng, và trong khi Chúa cũng nhấn mạnh rằng đó là không phải ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên mà một người nam lại có thể đến một người nữ nếu như không phải sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Chúa nói là nếu như không phải sự sắp xếp của cha tiên tượng thì không bao giờ có sự kết hợp giữa một người nam và người nữ. Nếu như các bạn yêu một người nữ, tán tỉnh một người nữ, thân thiết một người nữ nhưng không thể tiến đến hôn nhân được thì hãy nhớ đó không phải là sự sắp xếp của Chúa. Các bạn hãy quay lại nguyên tắc, tất cả nguyên tắc đào giếng trong Kinh Thánh ở tận Cựu Ước và đọc tất cả câu chuyện liên quan đến hôn nhân. Đây là nguyên tắc đào giếng, các bạn có thể đọc như vậy, nhưng cuối cùng sang Tân Ước các bạn nhớ đó là các bạn phải trân trọng hôn nhân. Khi các bạn đã lấy được một người, đã kết hôn với một người, đó không phải là sự tình cờ và đó cũng chẳng phải là sự ngẫu nhiên, mà đó là sự sắp đặt của Đức Trời, và Đức Trời tôn trọng cái điều Ngài đã sắp đặt. Ngài không muốn con người làm trái lại cái điều Đức Trời sắp đặt. Thì cho nên nó cũng muốn các bạn nhớ cái nguyên tắc đạo diễn cuối cùng này. Các bạn có thể quên hết tất cả nguyên tắc đạo diễn khác, nhưng hãy nhớ nguyên tắc cuối cùng này. Đó là khi các bạn không tiến đến được với ai, không kết hôn được với ai thì đó là kế hoạch và sự sắp xếp của Chúa. Đừng bao giờ buồn là tại sao người đẹp, người nữ đẹp đó, người nữ tài giỏi đó, người nữ trong sáng đó, người nữ tuyệt vời đó, người nữ phù hợp với con đó lại không kết hôn với con. Đừng oán trách Chúa, vì Chúa có kế hoạch khác cho bạn. Chúa có kế hoạch khác cho bạn. Và nếu như chẳng may các bạn đã kết hôn rồi, các bạn nhận ra ôi người này thật là thay đổi, người này không giống như những gì con ước mơ, người này không giống như những gì con đã tưởng tượng, ôi người này đã khiến cho con thật là sầu não, hình như con đã lấy nhầm rồi. Không phải là nhầm các bạn, không phải là nhầm, Chúa không nhầm. Các bạn có thể nhầm, các bạn nghĩ là mình nhầm, đấy là các bạn nghĩ thôi, còn Chúa không bao giờ nhầm. Khi Chúa đã sắp đặt, không bao giờ một người nam một người nữ có thể đến được với nhau nếu như không phải sự sắp xếp của Chúa. Rồi, cho nên các bạn sẽ bước sang cái nguyên tắc thứ hai, đó là nguyên tắc cai trị của Đức Chúa Trời. Thực ra Đức Chúa Trời không bao giờ đánh mất quyền kiểm soát, đánh mất quyền cai trị của Ngài. Chúng ta cứ nghĩ là khi Adam và Eva ăn trái cấm và bị ma quỷ cai trị, bị ma quỷ dẫn vào tội lỗi thì Chúa mất đi quyền kiểm soát Adam và Eva. Không phải như vậy. Chúa luôn có quyền kiểm soát, và trong cái hôn nhân của bạn cũng như vậy. Cho nên các bạn phải nhớ cái nguyên tắc thứ hai mình chia sẻ với các bạn, làm sao để các bạn lấy được một người nữ đúng mà Chúa muốn cho các bạn, thì các bạn phải nhớ đó là Chúa luôn luôn kiểm soát bạn, Chúa luôn luôn có kế hoạch cho bạn. Bạn đang ở trong sự kiểm soát, trong vòng tay, trong sự sắp đặt, trong sự sắp xếp của Chúa Trời. Đừng bao giờ lo lắng, đừng bao giờ lo lắng gì cả. Điều quan trọng là các bạn phải phải nỗ lực đến với Chúa để hiểu biết về ý muốn của Ngài. Đấy. Và khi các bạn yêu ai, tán tỉnh ai, hãy thật lòng, hãy thật lòng, hãy thật lòng tiến đến với người đó và thử xem là Chúa có sắp xếp người đó cho mình hay không. Hãy kiên trì với người đó, cầu hỏi Chúa. Và cái nguyên tắc này, nguyên tắc thứ hai này mình sẽ đọc các bạn trong Thi Thiên 14, và mình khuyên là các bạn nên học thuộc Thi Thiên 14 giống như các bạn học Thi Thiên 2, 3 hay là học Thi Thiên số 1. Thi Thiên 14 chép như thế này: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng đều đồi bại làm những việc ghê tởm, chẳng có ai làm điều lành. Đức Chúa Trời từ trên trời nhìn xuống con cái loài người để xem có ai có khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn xuống để xem con người có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không. Đôi khi chúng ta đi tìm kiếm hôn nhân, chúng ta đến tất cả hội thánh, giao lưu tất cả các ban thanh niên, chúng ta làm rất là nhiều điều,
nhưng đôi khi chúng ta quên mất việc tìm kiếm đức chúa trời. Thực ra thì Lộc đã vướng phải điều này các bạn. Lộc đã làm cái điều này, Lộc đã đến với hội thánh không phải vì đức chúa trời, không phải vì sự cứu rỗi, mà vì hôn nhân. Mà mình muốn lấy một người nữ cùng tin kính với mình, mình muốn lấy một người nữ có đức tin, mình muốn lấy một người nữ ở trong Chúa, mình muốn lấy một người nữ ở thành phố mình. Đó là những nguyên tắc đạo giới của Adam, của Abraham, của Samson hay của Jacob thôi. Có trong cựu ước. Mình cảm giác là đúng nhưng không đúng. Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời trước đã. Nếu chúng ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời thì câu 3 của Thi Thiên 14 chép như thế này: tất cả đều lầm nạc, cùng nhau trở nên đồi bại, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Câu 4 này: phải chăng mọi kẻ gian ác đều không hiểu biết, chúng ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, chẳng bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Tại đó chúng phải kinh hoàng khiếp sợ, vì Đức Giê-hô-va bênh vực dòng dõi người công chính. Thôi, chúng ta sẽ dừng ở câu 4 và chúng ta sẽ thấy điều này. Nếu như chúng ta không tìm kiếm Đức Trời, không tìm kiếm Đức Trời, không làm một điều lành, đó là tìm kiếm Đức Trời, việc tốt lành nhất đó là tìm kiếm Chúa. Cho nên là điều mình chia sẻ với các bạn, đó là không có việc tốt lành nào lớn hơn là việc tìm kiếm Đức Trời. Hãy tìm kiếm Đức Trời trước khi các bạn tìm kiếm hôn nhân. Hãy tìm kiếm Đức Trời và Chúa sẽ chỉ, và Chúa sẽ dẫn. Đôi khi sẽ đi rất dễ như là các bạn ngủ quên như Adam thôi, và Chúa sẽ dẫn đến. Đôi khi như vậy, bạn đừng lo lắng quá về mặt hôn nhân. Nếu gặp một người nữ nào đó các bạn cảm thấy thích, các bạn cảm thấy hợp với mắt mình, hợp với cái điều mình đang cầu nguyện với Chúa, thì hãy tiến đến với người đó một cách mạnh dạn và thật lòng. Đấy là điều mình khuyên các bạn. Nếu như người nữ đó hay người phối ngẫu đó, người nam đó không chấp nhận bạn, hay là từ chối bạn, hay là không cho bạn cơ hội, thì đó là ý muốn của Chúa. Hãy cầu nguyện nhiều hơn, thay vì là chúng ta than phiền nhiều hơn, hay là chúng ta cứ cố gắng đi tìm kiếm nhiều hơn, hay là cố gắng học cách để tán gái, hay cố gắng làm điều này làm điều kia. Đôi khi thì Lộc cũng rất là nghĩ và suy nghĩ, vì cái độ tuổi của mình, Lộc ấy, bản thân Lộc cũng là độ tuổi đã sắp tiến đến số 30 rồi, nó cũng khá là đáng sợ. Hay đáng sợ bởi vì nếu như mình kết hôn muộn thì sau này mình sẽ nuôi con muộn. Khi người ta 40 tuổi, con người ta đã học cái lớp 12 rồi, người ta đã nhẹ rất là nhiều về cái việc nuôi nấng con cái rồi. Thế nhưng mình lúc đấy con mình mới có vài tuổi chẳng hạn, hoặc là 7-8 tuổi chẳng hạn, mình mới bắt đầu nuôi thì nó sẽ rất là vất vả. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng bằng việc Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta. Nếu như các bạn làm một việc mà không phải đến từ Chúa thì nó rất là khó. Nhưng mà đôi khi các bạn cứ bảo là chọn đại đi, chọn bừa đi. Đôi khi nó chỉ là cái kế hoạch của ma quỷ và sự lừa dối của nó, và nó khiến cho cuộc đời các bạn đau khổ nhé. Hãy cố gắng hiểu biết, tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Đó là nguyên tắc thứ hai. Đó là cái quy tắc thứ hai. Quy tắc thứ nhất là đào giếng. Quy tắc thứ hai là quy tắc tìm kiếm Chúa. Không có một cách nào khác cả. Rồi, chúng ta sẽ đến với quy tắc thứ ba và kết thúc video này. Nguyên tắc thứ ba mình chia sẻ với các bạn, đó là xác nhận một lần nữa. Đôi khi ấy, thì chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta sẽ thấy rất ít người xác nhận một lần nữa. Xác nhận một lần nữa. Cái việc xác nhận một lần nữa là mình muốn nói về cái việc là các bạn đã yêu nhau một thời gian, đã có mối quan hệ với nhau, đã tán tỉnh nhau, đã biết về nhau. Nhưng bây giờ các bạn chuẩn bị bước đến hôn nhân, nhưng mà các bạn muốn xác nhận một lần nữa, đó là người này có thật sự là người Chúa chọn hay không. Điều này đôi khi thì chúng ta không để ý đến, nhưng mà lại có những người lại quá để ý đến và thử và lo lắng về cái việc là không biết có thật sự không, và mông lung mà lung lay. Tức là có người thì chắc như đinh đóng cột, người này là người sẽ là người phối ngẫu của tôi, không cần phải thử lại làm gì cả. Nhưng mà có những người thì thử Chúa đến 3-4 lần xác chứng lại, bởi vì họ lo lắng đến hôn nhân đến một cách, mình không hiểu tại sao lại có những người họ lo lắng đến như vậy. Nên cái video này mình muốn chia sẻ các bạn, đó nguyên tắc thứ ba, đó là thử Chúa một lần nữa, một lần thôi. Bởi vì Đức Chúa Trời không phải là trẻ con, mà Chúa lại nuốt lời, hay là lại vui đùa với cái hôn nhân các bạn.
Và Đức Chúa Trời không phải loài người, không phải loài người mà Đức Chúa Trời chọn sai, hay Đức Chúa Trời có kế hoạch sai, hay là Đức Chúa Trời đang nhầm nhọt. Chúa không phải loài người dễ nhầm lẫn, hay là người nuốt lời. Chúa hứa xong Chúa nuốt lời, Chúa hứa Chúa ba Chúa ban cho bạn hôn nhân tốt đẹp Chúa với cái người nữ này, sau đó Chúa nuốt lời. Không phải như vậy. Cho nên là các bạn thử Chúa một lần nữa thôi, thử để cho biết ý nghĩa Chúa một lần nữa nhé, thử một lần nữa để xác nhận một lần thôi nhé, đừng xử từ nhiều. Thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, đó là ngày xưa năm 21 tuổi, 21 tuổi, 21 tuổi là mình yêu một người nữ 4 thì mình yêu một người nữ 18 tuổi. Lúc đó thì mình đã có 7 năm theo Chúa. 7 năm theo Chúa. Bây giờ là 14 năm theo Chúa rồi. Mình đưa ra quyết định và mình cũng bàn với mẹ mình là sẽ lấy người nữ này làm vợ. Lấy người nữ này làm vợ. Và người nữ này mới 18 tuổi thôi. Và mình chia sẻ luôn các bạn là người nữ này vừa mới tin Chúa được vài tháng. Gần nửa năm, gần nửa năm. Thì mình với cô ấy yêu nhau được khoảng tầm 4 tháng. Tức là cô ấy theo Chúa, tin Chúa, làm lễ báp têm được 2 tháng thì là mình với cô ấy đến với nhau, yêu nhau. Và mình thì là theo Chúa được 7 năm rồi. Hiểu biết về Kinh Thánh, hiểu biết về lẽ thật, có đức tin và có sự sâu sắc về Chúa. Và mình biết là Chúa kêu gọi mình sau này sẽ là người hầu việc Chúa. Nhưng còn cô gái này thì mới bước đến hội thánh, mới gọi là chập chững bước vào hội thánh, chưa biết về gì về thuộc linh mấy, chưa hiểu về thuộc linh mấy, chưa có cái gì về thuộc linh cả. Thì khi mà lúc và cái lúc đó là mình 21 tuổi thì mình thấy cái tình yêu này cũng là một tình yêu tốt, yêu đẹp, và khi mình bàn với mẹ mình thì mẹ mình cũng đồng ý là cho mình cưới người nữ này. Thế nhưng mà mình mới chợt nhận ra một điều, đó là mình cảm giác như mình không yêu cô gái này thật lòng. Mình cảm giác như mình không yêu cô gái này thật lòng. Và nếu như mình kết hôn với người nữ này thì mình sẽ trở nên một người nói dối. Trở nên một người nói dối. Bởi vì mình không có thật sự yêu người ta, mình đâu có thật sự yêu người ta đâu. Mình chỉ là muốn có một người vợ, có một người nữ làm vợ mình mà mình đi kết hôn người ta. Và mình không yêu người ta, mình sau này mình bỏ rơi người ta, mình không chăm sóc người ta, không tròn trách nhiệm một người làm chồng thì mình sẽ là một người nói dối và mình sẽ là mang tội về Đức Trời. Và khi mình nhận ra điều này thì bắt đầu mình cầu hỏi Chúa và thử Chúa một lần nữa, thử Chúa một lần nữa. Và khi mình thử Chúa một lần nữa, cầu hỏi một lần nữa thì Đức Chúa Trời đã cho mình một câu trả lời, đó là chưa được kết hôn. Chưa được kết hôn. Và khi mình đưa ra cái quyết định là chưa được kết hôn thì người nữ này và nhận biết được đó là mình không yêu cô gái này. Cô ấy nhận biết là mình không yêu cô ấy và cô ấy đã lấy một người đàn ông khác. Có thể cô đã có thể là cái lúc đó cô rất muốn là muốn kết hôn rồi, muốn kết hôn rồi, cô rất là muốn, nhưng mà mình thì nghe tiếng của Chúa, lắng nghe cái ý muốn của Chúa, mình không không làm. Dù là 18 tuổi thôi nhưng mà cô lại rất muốn kết hôn. Cái vấn đề ở đây là mình không muốn nói về sâu về cái tính nết của cô này, mà mình muốn nói về cái việc thử Chúa một lần nữa. Thử Chúa một lần nữa đó là chúng ta phải cầu hỏi Chúa một lần nữa trước khi chúng ta đưa ra quyết định kết hôn. Đó, kết hôn. Và đôi khi đến bây giờ mình chia sẻ với các bạn, đó là mình có những lúc buồn, có lúc cô đơn một mình, có những lúc không ai nói chuyện, có những lúc ốm đau không ai chăm sóc, có những lúc mà mình cảm thấy cuộc đời nó chán đến nỗi là mình không có một số điều muốn chia sẻ, muốn tâm sự với một ai đó nhưng không có ai để tâm sự và chia sẻ, nó cô đơn, nó trống trải vô cùng tuyệt vọng, nó cảm giác nó cô quạnh lắm. Và đôi khi và những lúc như thế đấy thì mình cảm thấy hối hận một chút vì vì năm 21 tuổi mình không lấy cô ấy. Mình cảm thấy hối hận một chút năm 21 tuổi mình không lấy cô ấy. Bây giờ là mình 27 tuổi, có đôi khi mình nghĩ lại sau 6 năm chia tay rồi nhưng mình vẫn đôi khi mình vẫn nghĩ lại, mình cảm thấy tiếc vì mình không kết hôn, nhưng mình luôn luôn đến bây giờ mình luôn luôn xác chứng một điều là Chúa tốt lành và ngày đó mình có kết hôn là điều tốt các bạn. Chúa là đấng tốt lành và ngày đó mình không kết hôn là một điều tốt, tốt hơn. Nếu như ngày ngày đó mình kết hôn thì có lẽ cuộc đời của mình bây giờ sẽ tệ hại hơn rất là nhiều. Sẽ tệ rất là nhiều.
rất là nhiều, bởi vì lúc đấy mình sẽ rất là dở, nó sẽ có rất là nhiều sóng gió và có thể là sẽ làm một cuộc đổ vỡ hôn nhân sau đó. Thì đúng là cảm ơn Chúa thì Chúa đã giữ cho mình không kết hôn ngày đó. Thực ra thì đôi khi nó là như vậy. Con người, bản chất con người, kế hoạch của con người nói điều đó là đúng, còn Chúa thì nói sai. Cho nên là mình muốn khuyên các bạn là các bạn phải luôn luôn hỏi Chúa, luôn luôn hỏi Chúa một lần nữa trước khi các bạn quyết định kết hôn. Rồi, và đấy là cái trường hợp của mình là Chúa nói là không kết hôn. Thế còn các trường hợp khác, ví dụ các bạn đã hỏi Chúa, đã thử Chúa một lần nữa và xác chứng là Chúa cho con kết hôn, Chúa cho con lễ nghi người đó, thì các bạn hãy mạnh dạn bước đến. Các bạn đừng bước đến, đừng từ chối nữa, đừng từ chối nữa, vì đó là kế hoạch của Chúa rồi. Kế hoạch của Chúa rồi thôi, đừng có thử Chúa nhiều lần. Và nếu như các bạn cảm thấy ô chắc chắn quyết định thì lấy đi, cưới đi. Không cần phải thử Chúa thêm một lần nữa làm gì. Nhưng các bạn phải nhớ, khi đã kết hôn rồi, đừng bao giờ bỏ nhau. Đừng bao giờ bỏ nhau, đừng bao giờ xa rời nhau. Đừng bao giờ làm một việc ô uế cái hôn nhân đó, ô uế cái điều mà Đức Chúa Trời kết hợp. Hãy nhớ cái nguyên tắc đó, đó là đừng làm ô uế. Đừng làm ô uế. Và mình sẽ tóm tắt tất cả những gì mình chia sẻ ở đây, đó là mình chia sẻ với các bạn làm sao để tìm đúng người phối ngẫu của Đức Chúa Trời dành cho các bạn. Thì các bạn phải áp dụng ba quy tắc, ba nguyên tắc, đó là nguyên tắc đào giếng. Nguyên tắc đào giếng này mình muốn nhấn mạnh các bạn, đó là không làm ô uế hôn nhân. Đó là chúng ta hãy luôn tôn trọng hôn nhân, bởi vì hai người sẽ trở nên một và Chúa thánh hóa điều đó. Cho nên là các bạn phải tôn trọng hôn nhân, đó là nguyên tắc đào giếng. Nguyên tắc thứ hai là các bạn phải luôn luôn tìm cầu Chúa về vấn đề này, về vấn đề hôn nhân này. Đặc biệt là đối với người bây giờ đã có tuổi, đã có thể là gần 30 hoặc qua tuổi 30 vẫn chưa có kết hôn thì phải đặc biệt tìm cầu Chúa về vấn đề này. Đừng có làm theo ý riêng, đừng làm theo ý riêng và hãy làm theo cách của Chúa. Đó là nguyên tắc thứ hai. Và nguyên tắc thứ ba đó là khi các bạn quyết định đến với hôn nhân với một người phụ nữ nào đó hay một người đàn ông nào đó, đến với người phụ nữ của mình, thì hãy khi các bạn chuẩn bị kết hôn hãy thử Chúa một lần nữa, hãy thử Chúa một lần nữa nhé. Và nếu như bạn không thử Chúa đấy mà các bạn quyết định kết hôn thì nhớ đừng thì hãy nhớ quay lại nguyên tắc đầu tiên, đó là nguyên tắc đào giếng, không được làm ô uế hôn nhân. Đó là tất cả gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Ba nguyên tắc này các bạn hãy để nó trở thành cẩm nang của cuộc đời các bạn, nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và mình cũng sẽ chỉ chia sẻ được như vậy thôi. Sau này mình kết hôn rồi thì mình sẽ chia sẻ các bạn kinh nghiệm kết hôn nó sẽ như nào. Thế còn bây giờ thì có lẽ sẽ video sẽ dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn có một cuộc đời theo Chúa, chúc các bạn có một hôn, chúc các bạn có một tình yêu phước hạnh và một hôn nhân tốt đẹp đầy dẫy hạnh phúc trong Đấng Christ Jesus. Amen.